Coi được chưa anh Tùng ơi? Trả lời em Tùng ơi. Alo, alo. Xem cho anh, thấy cho anh Tùng. Rõ không anh? Rồi rồi, ok anh. Xem đi. Set 2 đang 6 điều. Set đầu là bi thắng anh ơi. Quận 6 thắng anh ơi. Thiên Quang quýnh nhau nhất. Thiên Quang với Hồng Lĩnh. Set 2 đang đều. Ủa cái này tỷ số bao nhiêu rồi? 42. Đâu có, mới nãy là 5 điều rồi. 5 điều xong thì 6 điều cái gì đó. 6 điều cái gì đó. 6 điều á. Này chung kết U16 anh Tùng ơi. Thì con thì Công với Thận là quận 6, còn Lĩnh với lại Thiên Quang là quýnh quận nhất này. Phát ngày hôm qua vô địch U14 anh ơi. Vô địch hai nội dung anh ơi. Rồi. Quận 6 vô địch U16. Thắng 2 set. Rồi, vô địch rồi. Anh à, chú Thanh đang trực tiếp trên Facebook nè. À, vẫn chú Thanh đang chưa quay hình con làm nó. Ơi cái gì vậy? Nè mặt đưa quay vô rồi. Cho ô Bi là trở thành nhà du lịch. Ô ủa đeo được buồn rồi Bi dạ. Bi sao một đó chị chào em. Thấy gì? Thấy gì hả? Dạ nói khao đi. Khao đi thấy gì? Nói chị với Tùng chứ không hỏi con khao đi. Bộ quýnh cái thằng này thằng này du lịch rồi nói đó. Chứ còn kêu khao đi đó. Đó ăn quay mà. Phải không có đối thủ nhỉ? Phải không có đối thủ nhỉ? Đánh ông sống. Chuẩn bị U18 đánh anh Tùng ơi. Thầy kia đưa con muốn cho phải lòng muốn. À cặp U18 nè. Gia Hy với Minh Nhật. U18. Chung kết U18. Có gì vậy? Đang live stream trực tiếp nè. Rồi chiều nay làm hết phay rồi. Rồi. Chánh thống Kim Bảo Phú Nhận.
Gia Hy với Minh Nhật, khu dân cư Vĩnh Lộc. Thánh nhạc á. Ba về, ba về. Bữa nay em đây không có đem theo cái tay quay, cái tay em rung rung anh Tùng ơi. Lên Facebook luôn nha. Cho lên Facebook luôn. Đó, đang live stream mà. Gia Hy tay vợt khi xưa ở từng thắng Văn Phương. Nhật vô Nhật. Vợ Mỹ về giao lưu thành phố Hồ Chí Minh. Mỏi tay quá, không có cây quay mỏi tay quá.